ngồi miếu 300 năm, lênh đênh giữa sông Sài Gòn, khách xếp hàng chờ đò đi tìm lịch sử, kỳ bí. Miếu Phù Châu là một trong những công trình tín ngưỡng độc đáo, nằm lênh đênh giữa sông Vàm Thuật, một nhánh sông Sài Gòn. Nơi đây không chỉ có địa thế ấn tượng mà còn lịch sử, kỳ bí, kiến trúc đẹp mắt. Miếu Phù Châu phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình tín ngưỡng độc đáo, nằm lênh đênh giữa sông Vàm Thuật, một nhánh sông Sài Gòn. Ngôi miếu có tuổi đời 3 thế kỷ này được xây gần như bao trùm trên một cồn đất nhỏ có diện tích khoảng 2.500 m² nổi giữa sông. Cũng bởi vậy, nơi đây còn có tên là miếu nổi. Để tới thăm ngôi miếu đặc biệt này, du khách phải đi đò. Nơi đây nổi tiếng linh thiêng nên mỗi ngày đều đón rất đông người dân, du khách tới viếng, tham quan. Nhiều bạn trẻ tìm tới đây để cầu tình duyên, con cái và bình an. Ngôi miếu nổi giữa dòng sông. Đến nay vẫn chưa có sử sách nào ghi cụ thể về sự ra đời của ngôi miếu cổ, nhưng ước chừng thời gian dựng miếu là vào đầu thế kỷ 19. Tương truyền, một người đàn ông trải lưới trên đoạn sông này đã lưới phải xác một phụ nữ. Ông đã đem chôn lên cù lao rồi lập một miếu nhỏ để thờ oan hồn người xấu số. Từ đó cuộc sống của ông khấm khá hơn. Tin đồn vang xa khiến người dân kéo đến miếu cầu phúc ngày một nhiều. Những người dân, chủ ghe thuyền sau đấy tới đây cầu phúc, cầu thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an. Dần dà, họ dựng lên ngôi miếu khang trang thờ ngũ hành, long mẫu. Trước năm 1975, đây là điểm hành hương nổi tiếng của người dân Sài Gòn, nhưng sau đó gần như bị bỏ hoang. Ngôi miếu đổ nát, hoang tàn, lạnh lẽo, bến đò cũng tạm ngưng hoạt động. 17 năm sau, ông Sáu Hòa, một người dân cư ngụ gần miếu đã cùng với ông Lục Câu người Việt gốc Hoa, đứng ra vận động sửa sang và khôi phục lại mọi hoạt động của ngôi miếu. Chính ông Lục Câu đã tự tay phát thảo và thực hiện tu sửa, đắp lại các hình tượng tại miếu. Sau này ông trở thành trưởng ban quản lý miếu. Sau nhiều lần trùng tu, miếu Phù Châu đã trở thành một ngôi miếu khang trang. Năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận miếu Phù Châu là di tích kiến trúc nghệ thuật. Không chỉ có địa thế độc đáo, mà hình ảnh hơn 100 con rồng lớn nhỏ được đặt khắp nơi, cũng là điểm đặc biệt của miếu nổi. Ngay lối vào miếu và chánh điện là những con rồng to lớn đang trầu. Khi bước vào bên trong, du khách sẽ thấy nhiều phù điêu hình rồng khác nhau, được ốp bằng các loại mảnh sứ nhiều màu sắc bắt mắt. Ngôi miếu có hơn 100 phù điêu rồng lớn, nhỏ khác nhau. Gian thờ chính có nhiều họa tiết sặc sỡ và sử dụng loại nhang khoanh đặc trưng của người Hoa. Phù Châu miếu nằm trên đường máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nên du khách có thể nhìn thấy đủ loại máy bay của các nước bay qua. Cuối tuần qua, bạn Phạm Hữu Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh, một bạn trẻ yêu du lịch đã tìm tới tham quan, chiêm ngưỡng miếu Phù Châu. Là lần thứ 2 tới đây, Nghĩa chọn đi vào sáng sớm để không gian thoáng đãng, không quá đông du khách. Mình bị thu hút bởi câu chuyện lịch sử ly kỳ, địa thế ấn tượng của ngôi miếu. Mình tìm tới để tìm hiểu kỹ hơn về nơi đây, chiêm ngưỡng kiến trúc đẹp mắt. Cảnh tượng và không gian ở đây rất an yên, khác xa thành thị xô bồ, Nghĩa chia sẻ. Để đến miếu, từ chợ Gò Vấp, du khách chạy xe theo đường Nguyễn Thái Sơn. Đến cuối đường, rẽ vào đường Trần Báo Giao, chạy thêm vài trăm mét sẽ đến bãi gửi xe để qua đò đến miếu. Du khách có thể đi đò sang miếu với chi phí 10.000 đồng trên lượt, hay 15.000 đồng trên khứ hồi. Thời gian chờ tàu khoảng 10 phút, di chuyển khoảng 5 phút. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ngôi miếu 300 năm, lênh đênh giữa sông Sài Gòn, khách xếp hàng chờ đò đi tìm lịch sử, kỳ bí.